các bạn, tôi là người đang phụ trách bộ phận thi công của công ty cổ phần kiến trúc Kisto. Hôm nay chúng tôi rất vui lại được gặp lại các bạn trong chương trình review về cái chuyến khảo sát thực tế mái chuẩn bị thi công hệ mái ngói trong hệ sà gồ vườn lưu complex và ngói romantic cao cấp của công ty chúng tôi, phục vụ cho gia đình của Thắng ở tỉnh Hà Giang các bạn nhé. Thì sau đây chúng tôi sẽ kiểm tra toàn bộ kích thước của mái và đơn vị thi công. Chúng tôi sẽ lên phương án thiết kế toàn bộ hệ thống và sau đó sẽ tiến hành thi công sau chúng ta đưa vào sử dụng. Và bước đầu tiên hôm nay chúng tôi sẽ đi khảo sát toàn bộ trang của mái này làm xong. Bây giờ mời các bạn cùng theo tôi. OK, đây là bộ bản vẽ mà chúng tôi đã thiết kế cho gia đình của anh Thắng ở thành phố Hà Giang các bạn nhé. Đây là phối cảnh chính của công trình các bạn này. Sẽ có một hệ mái chia lớn ở phía trước và có một hệ chia mái phụ ở phía trên và sẽ có một mái gian chạy tuốt thế này luôn các bạn ạ. Đây là cái bản vẽ phối cảnh 3D thứ hai. Các bạn có thể nhìn rõ hơn. Đấy các bạn nhé. Rất là hầm hố, đúng không? Ở đây chúng tôi sẽ sử dụng bằng ngói romantic màu xanh đen và hệ sà gồ blue scotch các bạn nhé. Trong bản vẽ này chúng tôi thể hiện rất rõ cái phần ở phần kết cấu cũng như là phần kiến trúc bằng hệ mái và chúng tôi đã tiến hành thiết kế cho gia đình anh đây các bạn này. Đấy, đây là hệ sà gồ nhé, đây là hệ mái ngói nhé. OK. OK, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu thực tế các bạn nhé. Chào anh em, tôi sau đây tôi xin ghi lại cái hiện trạng của hệ mái của nhà gia chủ chúng ta ở Hà Giang các bạn nhé. OK, đây là một cái tôi xin quay qua toàn bộ cái cổng tổng quan của công trình các bạn nhé. Đấy. Vâng, hiện nay thì đội thi công đang trong quá trình mà chát mái. Đấy. Thì bây giờ chúng tôi sẽ khảo sát hiện trạng để đo đạc để mà tính toán làm sao. Chúng tôi sẽ sử dụng cái bằng hệ sà gồ blue scotch và cộng với ngói romantic nova dành cho hệ ngói nhà gia chủ của chúng ta các bạn nhé. Thì đây thì ở đây sẽ có là một hệ mái chính các bạn này. Đây, một hệ mái chính sẽ đi dọc toàn bộ thế này và một hệ mái phụ trang trí mặt tiền sẽ chạy dọc ra thế này các bạn nhé. Đấy, còn sau này sẽ còn có một cái vị trí nhô cái mái nhô ra của chúng ta ở tại vị trí này nữa. Đây. Ở đây thì gia chủ của chúng ta không sử dụng làm bê tông diềm mái mà vẫn là đi sà gồ thò ra ngoài khoảng 80 phân để vào lợp ngói và phía dưới sẽ được trang trí bằng các hệ tấm xi măng bóc sơn màu trắng để làm sao vẫn nổi bật cái hệ mái thái của chúng ta được. Rồi, tôi đi vào sát hơn cái hệ mái phụ của chúng ta ở phía trước các bạn này. Đây là một hệ mái song song và bao gồm một mái to và một mái nhỏ phía trước đây. Vâng, tôi đã check lại toàn bộ cái kích thước của cái phần thô này thì nó không sai lệch so với cái phần thiết kế các bạn ạ. Vẫn đúng tỷ lệ dốc, độ dốc của mái vẫn là 31 độ và chiều dài. Tất cả các kích thước gia chủ và đối thợ rất là tôn trọng cái bản thiết kế. Đây là cái hệ mái phụ song song hai mái các bạn nhé. Đây. Tất cả đều được đổ dầm 200-200 chạy toàn bộ phần diềm mái hết các bạn ạ. Đây. OK. Cái công việc khảo sát này chúng ta sẽ đo đạc toàn bộ lại cái hiện trạng và so sánh với là cái thiết kế và từ đó sẽ lên cái phương án đi sà gồ thép blue scotch và hệ thép kẽm C200 như thế nào để mà cái phần mái này nó đảm bảo ổn định trong cái quá trình sử dụng các bạn nhé. Vâng, chiều dài kích thước của ngôi nhà của chúng ta phủ bì có chiều dài là 13,8m các bạn nhé. Phủ bì từ mái bên này sang tận tít mái bên này là 13,8m và mỗi mái này chúng ta có chiều rộng là 8m các bạn ạ. 8m là phủ bì hai cái tường này. Đây, còn cái mái này chúng ta sẽ đua ra ở giữa này.